Dừng dùng vitamin C ngay nếu như bạn dùng nó với mục đích là để trắng da. Ở bên nước ngoài thì vitamin C nó rất là nổi tiếng với lại thành phần có thể làm sáng da. Mang về Việt Nam nó được mang với cái mác là làm trắng da. Khả năng thật sự của vitamin C là gì? Một vài nghiên cứu lâm sàng đã chứng minh rằng vitamin C có thể cải thiện nếp nhăn. Một nghiên cứu cho thấy rằng việc sử dụng vitamin C hàng ngày và ít nhất là trong vòng 3 tháng cải thiện sự xuất hiện nếp nhăn nhỏ và thô trên mặt và cổ, cũng như cải thiện kết cấu và vẻ ngoài tổng thể của da. Vitamin C có thể giảm sự xuất hiện của những cái đốm đen bằng cách ngăn chặn quá trình sản xuất sắc tố trên da của chúng ta. Trong các thử nghiệm lâm sàng á, phần lớn những người tham gia bôi vitamin C trực tiếp tại chỗ đã cải thiện được những cái đốm đen của họ với rất ít kích ứng và tác dụng phụ. Vitamin C là một trong những thành phần yêu thích nhất và mình dùng lâu đời nhất trong tất cả những thành phần hoạt tính khác trong skincare. Mình nghĩ rằng á, trông chờ việc da rạng rỡ hơn và mờ thâm hơn đến từ vitamin C á, nó sẽ hợp lý hơn rất là nhiều so với việc làm trắng da. Do các cái bài viết mình đọc á, không có bài nào mà nói về cái việc trắng da hết á mọi người.